Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Phúc HD. Hôm nay mình sẽ quay một video về series giải tập chơi sinh tồn Minecraft. Nhưng mà mình chơi được một hồi, mình mới nhận ra là video mình không có tiếng. Nên là thôi, quay lại vậy. Chị nướng cá à? Ừ. Nghe Mình sẽ cố ảo gắng thôi vậy. đấy. Các bạn, có tính đã tăng kinh nghiệm mà chị đào được cái gì à? Hay chị biết được cái gì à? Ui rồi các bạn. Trời đang mưa rất là lớn khi lúc mà mình kết thúc cái video trước. Mà bây giờ trời sáng hơn rồi, nó không đứt luôn. Để bảo vệ ngôi nhà của các bạn khỏi những cái như là rông, thành phần yếu tố thiên nhiên như là rông lốc bão tố sấm sét các thứ thì ấy lát phía bên trên của nó mình đá. Nhưng mà lưu ý với mình, các bạn lưu ý với mình, đừng 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 lát hòn đá cả tảng đi này. Lát đá cuội thôi, à phiến đá. Cái liều sắt chứ. Để em chế xong. Em đang thừa sắt, chả biết dùng để làm gì. Đây, nền đá của chị em. Xong xong mấy con cá hết Săn xong mấy con cá hết luôn. Chỉ thế thôi mà cũng hết luôn gì quá. Thế thôi á. Chắc xưa với lắc đi nhé. Server này chẳng hạn. Chị vẫn không được hồi máu Đang hồi. Hồi rồi. Vì sao mà chị lại có thể hồi được? Rồi, vừa hay vừa rồi chứ. Xin hãy trả lời câu hỏi này một cách trung thực. Cái gì? Em đang hỏi là tại sao chị có thể hồi được cái thanh máu? Xin hãy trả lời một cách trung thực. Có nghĩa là chị hồ đồ để hồi thanh máu. Ừ. Chưa gặp trường nào. Mình sắp hết gỗ rồi. À, chị block. Các bạn đừng nghe thấy mình nói cái gì cả. Bởi vì từ Sao trước không đến ngồi ăn thế không? giờ vẫn chưa ai biết tên thật của khách cả. Mà mình sau đi gỗ rồi thì chặt thêm gỗ đi. Chặt thêm gỗ ấy. Ừ. Chị định em dùng hỏng luôn cả cái gì của em em sắp. Em có nhiều sắt lắm. Con bé lắm. Ôi, chị có thịt cá không? Nhưng không nhiều. Mình quên chế một thứ nhất là mình quên chế một thứ rất là quan trọng trong việc chiến đấu. Một thứ cực kỳ quan trọng. Chị đâu? Quay ở đây. Em cho một cái xiên. Một thứ
trưng mình cũng nhỉ. Đây, về đây. Ui, trời mưa ảo à, thật đấy các bạn. Đây là một nước này. Cái gì vừa làm chị mất máu mình ném ở đây. Cái khiêu đó. Mình phải nói thật là mấy cái cuộc cùng chơi mấy con sói này một thứ cực kỳ đặc biệt mình vừa nhận được, đáng lẽ là mình nên vừa là ấy rồi, nhưng mà mình vừa nhận được một cái à, mình vừa tìm được một con gà tưởng thuật lại cho bọn chị Phúc ấy. Chỉ biết thế thôi. Ủa sao từ nãy giờ chưa có nước mưa? Mưa dài luôn nhá. Em không thích mưa dài. Chị nói gì? Thể loại gì đấy sao nó mình nát à, chị nói tất nhiên rồi với cái điệu bộ như thế bây giờ mình khá là từ từ như là có kiếm một tí đồ ăn không? Nhét vào con cá này. Bà có một miếng thịt gà. Chỉ kiếm được một con cá. Ừ. Đi bao lâu mới kiếm được một con cá thôi? Một con cá thì làm sao? Quá chị đâu em xin làm kiếm rồi làm cái kiếm này là không con cá anh chị cứ đi kiếm trong nước đi còn em đi kiếm động vật trên đồng nhắc cái sói là gì sói nó có gì đâu em còn bị nó hộ đồng nữa chứ. Cái này là mãi sao gì? Cái này mãi thì cũng không có bảo được. Mình chỉ chơi sức tối nha. Mình chơi cái nào. Thế chị là luôn chơi skin răng à? Hay là hôm nào bắt cóc? Không phải thôi. Nhưng vẫn được phá đảo chứ. Ủa thì bao giờ đến tập phá đảo thì nó sẽ phá đảo như thế. Tất nhiên là chị không chơi được rồi. Bắt cóc một lần là phải rồi. Giờ chị còn khó để giết con skeleton chị được. Nhiều cá thật sự các bạn.
gì? Hồ đồ đi, em chả hồ đồ cái gì cả. Ồ, một lần đi mà em thu về được 4 con cá. Về 86 thôi. Em không quan tâm. Em không quan tâm. Tìm thấy quan sát ở dưới đấy à? Thế bao giờ chị muốn về nhà thì mình cũng tiếp đến em nhé. Mình nói trước với các bạn là mình mới chỉ là cái skin, và cái skin này đặc biệt hơn các bạn tưởng rất nhiều. Nó chỉ thế là thế nào? Ở bên trong mình có gài thêm cả cái áo trắng ở bên trong với cả cái quần xì nữa. Không phải. Hồ đồ. Làm sao để có thể chế một cái bánh bí? Bây giờ mình sẽ làm thứ đồ một cái bánh bí. AFK. Bây giờ mình sẽ quay về, mình sẽ làm một số thứ đặc biệt, rất chi là đặc biệt. Mình không biết là chúng tôi sắp mình sẽ lấy là cái nó cũng sắp mình chắc là làm một thứ đặc biệt. Bây giờ mình còn chẳng biết thứ đặc biệt là cái gì.
Hình như là mình nghĩ là làm ở ngoài nhà nó hơi nguy hiểm, nên là mình sẽ ở bên trong, mình không dám ra bên ngoài. Một cái xẻng rất chìa đặc biệt. Chị bóc ái ra rồi mình sẽ đợi cho lúc chị bóc ái ra. Bởi vì chị Alexa nên là em bảo vệ rồi một số các đặc biệt. Bảo vệ trường gì đấy? Ui, cuối cùng cũng ra được đá lửa. Sau bao nhiêu ngày, sau bao nhiêu ngày tháng dày vò công sức chả biết để làm gì. Mình cuối cùng cũng đã có. Chị có mấy viên rồi? Cái gì sao chị không bảo em sớm? Có ai hỏi đâu. Ơ đấy, chị không hỏi đấy là mình hay bị lắc đinh kiểu thế. Có một con skeleton. Cho em mỗi một cái cung tên này. Không thì cho em mỗi tên mình sẽ. À không, nó cho em một cái mũi tên. Chị có định về nhà sớm không? Chị đang ở đâu? Quanh đây. Quanh đây. Dạ. Kiểu thức ăn sao hết thức ăn rồi sắp hết đâu chứ, nhà còn đầy, đấy là em tưởng tượng thế thôi. trong giường còn đầy ấy. Chạy liền cái gì có con zombie à, nhầm, mình sợ zombie. Chạy liền cái gì đấy, con zombie biết tên của con. Mình sợ mấy cái lắc kinh này lắm rồi đấy các bạn. Một xây chỗ này bằng slab à? Ừ, xây một slab nhưng tôi không đợi một kém. Em mở nó lên. Wow, này. Chị có tí đấy đâu. Nào sao chị đánh em? Thế ấy là cái gì? Tên cắm chúng. Nó cắm đi chị. Chị chưa thu phụ à, chị chưa để ngồi cho cái con chó của chị à? Đâu con chó được. Nó đang bơi.
nước đấy. Em đi thu phục với con chó sói là em có phải ngồi lại nhìn nó đang ngồi không? Ủa, em thấy một con chó sói rồi, nhưng mà lần đấy là có một con nhím. Ngại thật đấy. Mấy con cơ? Tôi lấy một con đi, chị cho con chó tới một chút xương là xong rồi. Còn mấy con đấy chị không biết, chủ yếu bọn anh. Này nhá, em không phải là cái loại người may mắn suốt đời đâu nhá. Mà ít ra cũng chẳng may mắn được đến mà. Ê, em hỏi chị. Con này lớn rồi. Sói thở. Con chó của tôi này. Không phải tại chị, tại công ty tôi. Nhưng nó ăn thịt mà thấy rõ đấy. Để con đông đi dân làm. Dạo này ở đây có vẻ nhiều đông đi dân làm. Cũng nhiều lúc biết tâm nói sao cả. Ê, đi vào trong nhà. Dạ. Các bạn từ từ nhé. Mình quay nó không này. What? Nó biến ở chút dưới không? Nó không muốn ăn thịt con mồi hay sao ấy, nó làm gì à? Em cho ăn nó. Bây giờ nó chạy đi đâu? Ai bảo nó không? Em không cho được nó ngồi, có nghĩa là nó không có. Nó không có lồng. Nhìn nó đen xì lắm. Được rồi, video này đến đây cũng đã rất là dài rồi. Thế nên mình xin chào các bạn. Này gì?